Xin chào các bạn, mình là Hoàng Hồng Tú. Tú đã có 5 năm kinh nghiệm kinh doanh online trên Facebook và trên sàn thương mại điện tử Shopee. Trong 5 năm kinh doanh trên Shopee, Tú cũng đã đạt được những thành tựu như tạo ra được 20.000 đơn hàng trong một ngày, hay là tạo ra doanh thu kỷ lục là 5,4 tỷ một tháng. Thông qua kênh này thì Tú cũng muốn chia sẻ cho anh chị em những kinh nghiệm không chỉ thành công mà cả những thất bại mà Tú đã trải qua trong 5 năm. Tú hy vọng rằng sẽ giúp được anh chị em phần nào đó. Trong cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, tác giả Jim Collins đã từng nói: con người đi trước, công việc theo sau. Do đó, thông qua cái này tôi cũng muốn chia sẻ cho anh chị em những kiến thức liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến phát triển đội nhóm, để từ đó chúng ta có thể phát triển được kinh doanh. Tú xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị đã ủng hộ kênh và sẽ ủng hộ kênh trong thời gian sắp tới.